Chào mừng quý vị đến với chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh thị trường kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015 đã khép lại, thị trường địa ốc hồi phục, niềm tin người mua nhà đã quay trở lại, thanh khoản cao và liên tục tăng. Năm 2015 đi qua với một loạt những dấu mốc quan trọng, chính thức nới lỏng điều kiện cho Việt kiều và người nước ngoài mua nhà, cơ sở hạ tầng cải thiện với các tuyến metro line, hiệp định TPP được thông qua sau 6 tháng đàm phán. Bên cạnh đó là sự lớn mạnh của các doanh nghiệp địa ốc trong nước, những tên tuổi lớn được hình thành và riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là sự trỗi dậy của thị trường này so với cả nước với bất động sản khu Nam và khu Đông. Chính phủ đã có những thay đổi quyết liệt trong luật về sở hữu dành cho Việt kiều và người nước ngoài với hy vọng tăng trưởng trong vốn đầu tư nước ngoài sẽ nâng đỡ thị trường bất động sản, đồng thời tạo ra một sân chơi công bằng hơn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2015, chính thức mở rộng cửa cho Việt kiều và người nước ngoài khi mua nhà tại Việt Nam. Chúng tôi chưa có một con số thống kê cụ thể về số người nước ngoài đã mua tại các dự án trên toàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại thị trường Hà Nội cho tới thời điểm này. Tuy nhiên chúng tôi thấy là thứ nhất là đứng về cái mặt tâm lý, chúng tôi thấy các nhà đầu tư nước ngoài họ cảm thấy rất là phấn khởi vì họ thấy rằng có một cái cánh cửa mở ra cho họ. Tất nhiên là trước đây chúng ta cũng đã đón nhận một lượng người nước ngoài nhất định mua nhà tại thị trường Việt Nam, nhưng mà họ sẽ mua bằng cách này hay cách khác chứ không phải là một con đường chính thống. Ví dụ như họ có thể mua đứng tên dưới chồng hoặc vợ của họ là người Việt Nam, hoặc là họ có thể nhờ các nhà đầu tư họ can thiệp để có thể hợp thức hóa cái số tiền của họ khi mua tại thị trường Việt Nam. Đó thì phần lớn là thông qua cái kênh là nhờ các cái người thân hoặc là các cái văn phòng đại diện của mình ở đây để đứng tên. Thì hiện nay thì khách hàng đã trực tiếp làm việc với chúng tôi để mà mua sản phẩm và chính họ đứng tên trên ngôi nhà của mình và trên cái sản phẩm của mình. Và cái lượng này hiện nay chúng tôi đang ghi nhận nó có sự tăng lên rõ rệt trong những tháng gần đây. Có những cái dự án đó, thì cái tỷ lệ người nước ngoài mua đó đã chiếm đến khoảng là từ 10% cho đến khoảng 23% trong các dự án bất động sản lớn. Thành ra cái này cũng là một cái sự gia tăng rất lớn so với trước đây. Bởi vì từ năm 2008 cho tới năm 2015 thì tổng cộng trong toàn quốc thì chỉ có khoảng hơn 200 người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Mà trong thời gian gần đây thì con số tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể nói con số đó là lên tới vài trăm trường hợp đặt mua và có nhiều trường hợp đã ký hợp đồng mua. Chúng tôi cũng đã kết hợp với một số chủ đầu tư, bao gồm cả chủ đầu tư nước ngoài, ví dụ như là Capitaland hay Capitaland, và chủ đầu tư trong nước, ví dụ như là Novaland, Vingroup, Sacombrian để chào bán những cái dự án này dành riêng cho người nước ngoài và số lượng người tới tham dự rất là đông. Thế thì để nói về cái số lượng người mà thực sự là họ đã mua tại các dự án này thì chúng tôi cũng chỉ có thống kê tại một vài những cái dự án điển hình. Thì ví dụ như là tại cái sự kiện mà chúng tôi mở để dành riêng cho người nước ngoài, tại cái dự án Vinhome Central Park của Vingroup và đúng ngày 1 tháng 7 là cái ngày mà cái luật này nó có hiệu lực, thì tại cái thời điểm đó chúng tôi đã bán được 112 căn cho người nước ngoài. Chủ yếu những người này là những người mà họ đang sống và làm việc tại Việt Nam. Đón đầu chính sách này, một số chủ đầu tư tại hai thị trường lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tung ra chính sách bán hàng đặc biệt nhằm đón đầu lượng cầu lớn này, nhất là vào dịp cuối năm khi mà lượng kiều hối về Việt Nam tăng mạnh. Có thể kể đến như giảm 5% chiết khấu trên tổng giá trị của căn hộ chỉ dành riêng cho người nước ngoài tại dự án Vinhome Central Park của Vingroup, hay đảm bảo lợi tức thuê 6% trên năm trong 2 năm tại dự án The Vista của Capitaland. Tập đoàn Novaland cam kết cho thuê 8% trên năm, tặng vé máy bay cho Việt kiều và người nước ngoài khi mua nhà. Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố về vị trí, giá cả, dịch vụ chăm sóc khách hàng, và đặc biệt là dựa trên yếu tố phong thủy, tôi đã quyết định mua một căn hộ thuộc dự án này tại khu vực quận 2. Việc cho phép người nước ngoài mua nhà và sở hữu nhà là thông tin tốt lành cho những người nước ngoài làm việc lâu dài tại Việt Nam như chúng tôi, vì nó sẽ giúp chúng tôi giải quyết được nhiều vấn đề và thuận tiện kinh doanh hơn. Bởi vì kiểu ở bên đó thì là người ta ai cũng là thấy thích và ủng hộ, là tại vì đó là một cái chủ bất động sản mà mình không sợ mất. Cái đó là của riêng của mình, nhà nước cho thì ai cũng thích. Tại vì đó là cái đó là quyền tư hữu của mỗi con người rồi. Thành ra bây giờ là cũng như tôi cũng rất là thích. Rồi bây giờ tôi cũng đang khuyến khích bè bạn tôi, bà con cái tôi cũng ở ngoài quốc khuyến khích về mua đi con. Thấy mẹ thấy được quá. Chúng tôi nhận định rằng trên thị trường đã
đón được một cái lượng lớn về các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Trong đó thì là nó vừa để họ ở, cũng thể là vừa để cho thuê. Ví dụ như rằng là trong những tháng gần đây, chúng tôi ghi nhận được có một lượng lớn các cái khách hàng từ Singapore, từ Hàn Quốc, từ Malaysia, họ đầu tư vào các cái khu căn hộ của chúng tôi với dưới hình thức là họ có một số là ở cho thuê, một số là để ở. Mà bởi vì là qua nhận định qua chúng tôi là việc với khách hàng thì chúng tôi thấy được rằng là khách hàng có cái phản hồi rằng là cái hiệu suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ ở đây, cái hiệu suất nó cao hơn là tại các cái nước khác. Ví dụ như là hiệu suất sinh lời tại Việt Nam hiện nay khoảng từ 5 cho đến 6,5%. Trong khi cái mức sinh lời tại Singapore chẳng hạn thì từ 2 đến 3% mà thôi. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì nơi mà có nhiều các nhà đầu tư nước ngoài tham gia hơn thì dường như là họ nhanh nhạy hơn trong việc đưa ra những cái văn bản hướng dẫn cụ thể dành cho các cái nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Và bên cạnh đó thì những cái sản phẩm mà họ hiện tại đang phát triển thì cũng có cái chất lượng và cũng có những cái quy cách nó phù hợp hơn với cái yêu cầu của các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài. Chính vì thế mà chúng tôi thấy khi mà cái văn bản này, khi mà cái luật này nó được đưa ra thì cái thị trường thành phố Hồ Chí Minh dường như là sôi động hơn, được các cái nhà đầu tư cá nhân nước ngoài quan tâm hơn, những cái người mua nước ngoài họ quan tâm hơn. Và vì lý do đó thành ra là cái số lượng những cái căn hộ mà thực sự là đã được giao dịch trên thị trường này tại thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận nhiều hơn tại thị trường Hà Nội. Hiện tại đối với các cái dự án tại thị trường Hà Nội, chúng tôi theo những cái quan sát thôi, đây chưa phải là một cái thống kê chính thức. Theo quan sát của chúng tôi thấy là cái số lượng bán được cho người nước ngoài không đáng kể, nó rất là ít. Các dự án, đặc biệt là các dự án thuộc phân khúc hàng trung cấp và cao cấp, là các dự án rất là thu hút đối với những nhà đầu tư nước ngoài, kể cả các chuyên gia đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi dự báo là trong năm 2016 thì đây sẽ là một cái tâm điểm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Và cụ thể có thể kể đến là các ở khu vực Đông Sài Gòn sẽ là nơi sẽ có nhiều cái nguồn cung sẽ gia tăng và thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư nước ngoài. Và một khu vực có thể kể đến đó là ở khu vực Thủ Thiêm. Thì Thủ Thiêm hiện tại sẽ là một cái trọng tâm điểm phát triển trong năm 2016. Hiện tại chúng tôi có thể hiểu là các chủ đầu tư của các dự án có thể đến từ Nhật Bản, Hồng Kông và cụ thể là dự án Sala Project của Đại Quang Minh, thì họ đang trong những cái tiến độ triển khai ra khá là khẩn trương để mà có được cái nguồn cung trong năm 2016. Thì ở những cái phân khúc tầm trung cấp và cao cấp là những cái dự án thu hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thì khi mà nghị định thông qua để hướng dẫn cụ thể của cái luật đầu tư bất động sản, luật nhà ở sở hữu cho người nước ngoài thì nó sẽ giúp cho những người này họ sẽ tự tin hơn về mặt pháp lý để mà khi họ mua và họ sẽ nắm chắc được cái quyền họ sẽ sở hữu nó như thế nào. Thì khi đó thì chúng tôi tin rằng những cái giao dịch nó sẽ xảy ra. Tính đến thời điểm này, việc nới lỏng các quy định về quyền sở hữu nhà ở cho Việt Kiều người nước ngoài mua nhà đã gặt hái được thành công đáng kể chỉ sau vài tháng ban hành. Một số dự án lớn, tỷ lệ này đã tăng từ 10 đến 15% và 20%. CBRE Việt Nam cho biết, hiện có sự quan tâm lớn đến từ khách hàng người Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia đang sống và làm việc tại Việt Nam. Và hầu hết, mục đích đều là đầu tư. Theo thống kê của các đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu Việt Nam, thì tỷ suất cho thuê gộp tại một số dự án cao cấp ở quận 2 và quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức 6-8%, tỷ suất ròng từ 4,5-6,5%. Những con số này khá hấp dẫn khi so với mức 2-3% của Singapore hoặc 4-6% của Bangkok. Năm 2015 là một năm có sự bứt phá mạnh mẽ của các công trình hạ tầng giao thông tại hai khu vực là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hàng loạt công trình trọng điểm được đẩy mạnh đầu tư và từng bước đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị. Trong đó đáng chú ý nhất là tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt trên cao tại Hà Nội, Cát Linh, Hà Đông. Cơ sở hạ tầng chúng ta luôn biết rằng nó có một cái vai trò rất là quan trọng, có thể nói là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất tác động đến cái sự hình thành cũng như sự phát triển của thị trường bất động sản.
cơ sở hạ tầng đi tới đâu thì thị trường bất động sản nó sẽ phát triển tới đó. Và ngược lại, nơi nào mà không có cơ sở hạ tầng phát triển và không phát triển đồng bộ thì thị trường bất động sản nó sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Thì ở đây chúng tôi thấy rất là rõ rệt trong năm 2015, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có cái tuyến đường Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây được đưa vào hoạt động toàn tuyến và kết nối với đại lộ Đông Tây để tạo thành một cái đường vành đai, khiến cho cái lưu lượng giao thông giữa kết nối giữa trung tâm quận 1 với cái khu vực phía đông thành phố bao gồm quận 2, quận 9 và đi lên Thủ Đức và đi về phía Long Thành để kết nối với cái các cái tỉnh thành ở phía Bắc, nó khiến cho toàn bộ cái khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh nó phát triển rất là nhanh, hàng loạt các cái dự án được xây dựng. Khi cái hệ thống hạ tầng phát triển như thế thì nó tạo ra một cái xung lực, một cái lực gia tốc mới để phát triển đô thị của khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, cũng như tăng cường cái chất lượng đô thị của khu vực phía nam của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu chúng ta có quy hoạch một cách bài bản thì phải nói rằng điều đó sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện cái mục tiêu đô thị hóa theo cái hướng là sử dụng cái quỹ đất một cách tiết kiệm và hiệu quả. Có nghĩa là chúng ta càng phát triển được các cái điểm thu hút dân cư và vui chơi giải trí, mua sắm dịch vụ cao tầng thì như vậy là người ta sẽ tập trung vào các khu đó và dành nhiều diện tích trên mặt đất hơn để làm đường giao thông, để làm công viên, để làm các công trình công ích. Nó đã mang lại là một cái dấu hiệu rất tốt cho thị trường bất động sản, bởi vì là mình nói ví dụ như là cái tuyến metro số 1 là đang được triển khai và thì khá là nhanh, có thể nói mình đánh giá là khá là nhanh, và cho tới ngày hôm nay thì tất cả các dự án xung quanh cái tuyến metro này thì nó thu hút một cái lượng khách hàng rất là quan tâm, bởi vì là khách hàng mua cái sản phẩm họ sẽ quan tâm rất nhiều tới cái việc là giao thông kết nối giữa các khu vực với nhau, và nhờ có các cái hạ tầng kỹ thuật tốt nó giúp cho cái việc đó là họ có thể nhanh chóng đi đến được các cái khu trung tâm mua sắm giải trí hoặc là làm việc một cách nhanh chóng, mà nó cũng giảm tải được cho cái hệ thống giao thông hiện tại. Chúng ta được thấy là nhờ có cái tuyến đường cao tốc trên không nối giữa Hà Đông với Cát Linh hiện tại cũng đang được xây dựng và có thể là sẽ đi vào hoạt động trước cả cái tuyến tàu điện ngầm số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cái khu vực mà ở phía Hà Đông, Lê Văn Lương thì tất cả những khu vực đấy hiện tại đang mọc lên rất là nhiều dự án, thực sự là đã mọc lên rất nhiều dự án và sẽ mọc lên rất là nhiều dự án ở khu vực đó, và nó sẽ khiến một loạt những cái dự án đó có một cái tốc độ phát triển, tốc độ bán nó nhanh hơn. Thì chúng tôi thấy rằng là cái bức tranh mà cái tương quan giữa bất động sản với cơ sở hạ tầng thì nó rất là tương đồng giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Cơ sở hạ tầng đi đến đâu thì bất động sản nó sẽ phát triển tới đó, và cơ sở hạ tầng mà được hoàn thiện nhanh, hoàn thiện đồng bộ thì bất động sản nó sẽ được phát triển nhanh hơn những khu vực khác. Tiến độ xây dựng của các tuyến này được trông chờ là một trong những yếu tố quyết định đến giá bán của bất động sản dọc tuyến. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các bất động sản nằm trong khu vực tuyến tàu điện ngầm số 1 chạy qua, bao gồm quận Bình Thạnh, quận 2, quận 9 và Thủ Đức hiện đang chào bán với mức giá nhỉnh hơn, dao động trong khoảng từ 2-5% so với các căn hộ có mức hoàn thiện và tiện ích tương tự nhưng không nằm gần tuyến đường sắt đô thị. Trong tương lai, khi tuyến này đi vào hoạt động, giá đất của khu vực cách ga tàu điện trong vòng 10 phút đi bộ có thể tăng từ 10-20% so với giá đất của các khu vực khác. Nắm bắt được với cái sự phát triển này, cho nên là chúng tôi đã đồng loạt phát triển các dự án xung quanh các cái tuyến metro. Ví dụ như là tuyến metro số 1 thì chúng tôi có một loạt các dự án dọc theo cái tuyến này, ví dụ như là dự án Wilton ở quận Bình Thạnh, dự án Tropic Garden ở quận 2, dự án Lexington ở quận 2 ở phường An Phú, cũng như là dự án Sun Avenue. Với cái sự phát triển này thì trong thời gian vừa qua chúng tôi ghi nhận được có một cái sự nhích lên nhất định đối với các cái mức giá của các sản phẩm bất động sản xung quanh cái tuyến này. Hiện nay chúng tôi ghi nhận được là mức giá đã tăng từ 2-5% so với trước đây. 4 năm nữa với một cái nhìn tổng thể về thị trường thành phố Hồ Chí Minh, khi mà nguồn cung và nguồn cầu sẽ tiếp tục tăng lên thì cái metro sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định tích cực. Và cụ thể thì hiện tại khi mà tuyến metro được dự kiến là ở khu vực từ Bến Thành và Suối Tiên thì hiện tại chúng tôi có thể nhìn thấy là các dự án, nếu mà trước đây thì là theo tiến độ phát triển của Metro Line thì hiện tại cái lượng giao dịch đang tập trung khá nhiều ở khu vực của Đông Sài Gòn, thì khi tuyến metro dự kiến là sẽ trên cái tiến độ hoàn thành của họ thì hiện tại một số các dự án ở khu vực
ngoài trung tâm hơn, họ cũng đang bắt đầu thu hút sự chú ý của người mua nhà. Thì khi mà người dân thực sự họ thấy rằng cái tuyến tàu điện ngầm số 1 đang dần hình thành, thì ngay lập tức họ bắt đầu họ đầu tư vào những cái dự án mà nằm dọc hai bên đường của cái tuyến tàu điện ngầm số 1 này. Và chúng tôi nhận thấy rằng cái mức giá chào bán trên thị trường sơ cấp bắt đầu cũng có xu hướng là tăng lên. Trước đây thì chúng ta những cái dự án được chào bán ở khu vực quận 2 có cái mức giá dao động nằm trong khoảng 1.500 đô cho đến 1.800 đô một mét vuông. Thì nửa cuối năm 2015 chúng ta đón nhận những cái dự án có mặt bằng giá cao hơn hẳn, nó nằm trong cái mức giá khoảng từ 2.000 và cá biệt lên tới 2.700 đô một mét vuông một dự án. Và những dự án đó vẫn được chào bán khá là tốt, vẫn được đón nhận rất là tốt, là bởi vì là họ có được cái những cái thuận lợi về cái vị trí cũng như là cơ sở hạ tầng. Thì tương tự như vậy tại thị trường thành phố Hà Nội, thì cuối năm 2015 thì chúng ta cũng biết là cái tuyến đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng được đưa vào hoạt động, cũng là một cái điểm sáng, và nó là một cái điểm mà giống như là chúng ta hiểu là nó sẽ khiến cho kết nối giữa. Kinh nghiệm từ các nước khác cho thấy dự án tàu điện ngầm sẽ có ảnh hưởng nhiều nhất lên giá trị bất động sản. Việc phát triển các tàu điện giúp mang lại diện mạo mới cho khu vực quanh đó, giá đất tăng, các dự án bất động sản bùng nổ, các đơn vị bán lẻ và dự án văn phòng được dịch chuyển ra xa trung tâm hơn. Riêng đối với địa ốc thành phố Hồ Chí Minh thì đây sẽ là yếu tố tạo ra cuộc chơi với những thay đổi ngoạn mục từ nay đến năm 2020, nghĩa là 4 năm tới. Từ ngày 1 tháng 7 2015, luật nhà ở 2014 và luật kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là vấn đề bảo lãnh khi giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai. Theo Điều 56 luật kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư bắt buộc phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng trước khi chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai. Quy định này được kỳ vọng sẽ bảo vệ người mua nhà trước nguy cơ chủ đầu tư không thực hiện được dự án, lặp lại trật tự trên thị trường bất động sản. Ngân hàng Nhà nước cho biết, có khoảng 40 tổ chức tín dụng đủ điều kiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, mới chỉ có 2 văn bản hướng dẫn, và vấn đề pháp lý trong bảo lãnh ngân hàng đang có sự vênh nhau trong các quy định về quy trình thủ tục. Sau 6 tháng đàm phán, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP chính thức được thông qua. Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng TPP có những tác động tích cực lên thị trường bất động sản Việt Nam do nhu cầu về bất động sản khu công nghiệp và văn phòng được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh, cùng với sự gia tăng về nhu cầu nhà ở, căn hộ cho các chuyên gia nước ngoài. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái nhà đầu tư nước ngoài họ quan tâm, họ muốn mở những cái nhà máy tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại những cái lĩnh vực giống như là may mặc, hay là tại những cái lĩnh vực giống như là thủy hải sản. Chúng ta cũng đều biết là trong cuối năm 2014 và trong năm 2015 thì những cái nhà đầu tư nước ngoài liên quan tới lĩnh vực điện tử và viễn thông, họ cũng đã đặt những cái nhà máy tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc. Thì hy vọng rằng là cái TPP này nó cũng sẽ là một cái thúc đẩy để cho các nhà đầu tư nước ngoài họ tiếp tục họ theo chân những cái nhà đầu tư lớn như là Samsung hay là Nokia để họ tiếp tục họ bước chân vào thị trường Việt Nam. Và do đó cái nhu cầu dành cho khu công nghiệp chất lượng cao và dẫn đến cái nhu cầu dành cho cái ngành kho vận chắc chắn là sẽ tăng lên. Thì đấy là cái tác động mà chúng tôi nghĩ là lớn nhất từ TPP. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng cường đầu tư vào thị trường bất động sản với các cái hoạt động chủ yếu là trên ba cái phương thức: một là mua lại cổ phần của doanh nghiệp bất động sản, hai là hợp tác đầu tư trên từng dự án bất động sản, và cái thứ ba là cung cấp cái nguồn tài chính cho vay để cho các doanh nghiệp phát triển các dự án. Cho nên chúng tôi thấy rằng trong 6 tháng cuối năm 2015 để triển khai cái quy định này thì có những cái chuyển biến rất là tích cực trên thị trường bất động sản. Kể từ khi mà Hiệp định TPP được ký kết á, thì chúng tôi nhận định rằng là hiện nay cũng như trong thời gian sắp tới sẽ có một cái lượng đầu tư rất lớn, một cái trào lưu rất là lớn của các nhà đầu tư nước ngoài, họ sẽ vào Việt Nam.
Qua đó thì cái thị trường bất động sản về văn phòng cũng như khu công nghiệp nó cũng sẽ là cái sản phẩm mà sẽ được phát triển khá nhiều trong thời gian tới. Nắm bắt cái tình hình này thì chúng tôi đã cho ra các cái sản phẩm nó phù hợp với cái nhu cầu của các cái nhà đầu tư nước ngoài này. Đặc biệt là chúng tôi đưa ra được cái sản phẩm office style, là cái loại mô hình sản phẩm nó phù hợp và nó đáp ứng được cái yêu cầu đối với các doanh nghiệp họ vừa mới vào Việt Nam. Họ cần có một cái văn phòng có vị trí tốt để mà làm việc, nhưng mà nó cũng giúp cho họ được có một cái chỗ ở nó gần với lại cái nơi làm việc của mình. Hiện tại thì hầu hết những cái công ty giao nhận và kho vận lớn và có chất lượng cao đều là những công ty đến từ các cái nhà đầu tư nước ngoài. Và tới đây khi mà những cái các công ty giao nhận nước ngoài, công ty kho vận nước ngoài họ bước chân vào thị trường Việt Nam nhiều hơn nữa thì nó sẽ là một cái sự thách thức đối với các cái công ty giao nhận Việt Nam hiện tại đang phải chiếm một cái thị phần khá là nhỏ. Họ bắt buộc họ sẽ phải tăng cái năng lực quản lý, năng lực dịch vụ của họ lên để làm sao họ không bị mất một quá nhiều cái thị phần dành cho các công ty nước ngoài. Với cái sự phát triển như hiện nay thì rõ ràng rằng là anh em trong giới bất động sản chúng tôi cũng nhận định rằng là nó sẽ có một sự cạnh tranh khá là khốc liệt giữa các cái doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên rằng là chính vì chúng tôi xác định được vấn đề đó cho nên trong cái chiến lược cũng như trong cách thức hành động của chúng tôi luôn luôn chọn tiêu chí chất lượng, chọn tiêu chí về khách hàng, chọn tiêu chí về cái uy tín của mình để nhằm đảm bảo là giữ vững được cái vị thế của mình trên chính cái thị trường của mình. Qua đó chúng tôi cũng cạnh tranh một cách rất là sòng phẳng đối với các cái doanh nghiệp mà từ bên nước ngoài. Bộ Xây dựng nhận định, về cơ bản trong thời gian tới, người dân sẽ được hưởng lợi nhiều về nhà vì ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới. Qua đó, giá thành và giá bán sẽ được giảm đáng kể. Và tất nhiên, khi TPP đã được thông qua, thời gian tới sẽ có xu hướng nhà đầu tư và khách ngoại vào Việt Nam. Qua đó sẽ tác động trực tiếp đến phân khúc bất động sản cao cấp tại các thành phố lớn. Bản lĩnh và sức dẻo dai của các doanh nghiệp bất động sản trong nước cũng được tôi luyện trong lúc thị trường bất động sản rơi vào khủng hoảng. Điều đó được chứng minh bằng hàng loạt dự án lớn ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc về các nhà đầu tư nội địa như Bitexco, Vincom, SGC hay Times Square v.v. Trước nhiều khó khăn khiến doanh nghiệp và dự án bất động sản tê liệt, Vingroup vẫn đủ khả năng hoàn thành những dự án lớn như khu đô thị Time City và Royal City. Novaland tranh thủ cơ hội thâu tóm thêm nhiều dự án mới và đang trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2015, chúng ta thấy một điều rất đáng mừng, đó là các doanh nghiệp bất động sản trong nước đang thống lĩnh thị trường bất động sản. Và trong cái thị trường mua bán chuyển nhượng dự án để giải quyết hàng tồn kho, giải quyết những dự án đắp chiếu trùm mền, thì doanh nghiệp bất động sản trong nước cũng thống lĩnh thị trường mua bán chuyển nhượng, sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án. Nên đây là một điều nói lên sự lớn mạnh của các doanh nghiệp phát triển bất động sản trong nước, mà rất nhiều thương hiệu lớn hiện nay đang được khẳng định trên thị trường bất động sản cả nước cũng như là tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ sau cái đợt mà khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản vào cuối những năm 2008 cho đến nay thì thị trường rất là khó khăn từ 2008. Nhưng mà bắt đầu từ 2015 thì thị trường mới bắt đầu quay trở lại thôi. Và theo chúng tôi đánh giá nó chỉ là một cái bước khởi đầu của thị trường bất động sản. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng là thị trường bất động sản sẽ phát triển một cách bền vững và minh bạch hơn thông qua các cái việc là qua việc đó là chính phủ đã ban hành một loạt các cái luật liên quan đến bất động sản để làm rõ hơn cái vai trò cũng như trách nhiệm của nhà đầu tư bất động sản, cũng như là đưa ra những chính sách như là cho phép người nước ngoài và Việt kiều được mua nhà ở, thì điều này nó cũng giúp tạo nên một cái nguồn cầu nhất định cho thị trường bất động sản. Cho nên chúng tôi đánh giá là thị trường bất động sản trong thời gian tới vẫn tiếp tục phát triển, và lần này thì chúng tôi đánh giá là nó sẽ phát triển một cách là bền vững và minh bạch hơn. Thực ra 2015 chính là cái năm mà mình sàng lọc lại các doanh nghiệp nào họ có đủ cái sức mạnh, đủ tiềm lực để họ tồn tại thì họ sẽ tiếp tục đi tiếp, và các doanh nghiệp nào mà tiềm lực yếu hoặc là họ không thực hiện đúng như những gì họ đã cam kết thì sẽ có những cái sự
xem như là họ sẽ gặp rất là khó, rất nhiều khó khăn và bị sàng lọc ra khỏi cái cuộc chơi của thị trường. Thứ nhất thì bản thân chúng ta là những người Việt Nam và chúng ta luôn ủng hộ các sản phẩm của các nhà đầu tư Việt Nam họ phát triển, bởi vì mình có thể thấy là họ rất là chăm chút cho cái sản phẩm của họ khi đưa ra thị trường, từ cái khâu lên ý tưởng cho đến cái khâu thiết kế sản phẩm và những cái chương trình bán hàng. Thì bản thân chúng ta là những người Việt Nam và chúng ta luôn ủng hộ cho những cái sản phẩm của các nhà đầu tư nội địa này. Thì quay trở về câu hỏi của chị á, là những cái này thì nó phản ánh như thế nào? Thì chúng ta có thể nhìn thấy là các nhà đầu tư khối nội của chúng ta hiện tại họ đang rất là năng động trên thị trường, và những cái sự năng động của họ đang góp phần rất là lớn vào trong cái việc là thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh đang trên cái đà phục hồi và sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của những người mua nhà và đáp ứng được cái nhu cầu, cái tiềm năng về phát triển của thị trường bất động sản. Theo Savio Việt Nam nhận định, việc các doanh nghiệp nội địa đang dần chiếm lĩnh thị trường không có gì khó hiểu, bởi các nhà phát triển dự án Việt Nam với lợi thế và sự am hiểu sâu sắc lối sống, văn hóa cũng như nhu cầu của thị trường có cơ hội nhanh chóng tạo được niềm tin của người mua. Mặt khác, với nguồn vốn đã dồi dào hơn, chắc chắn sẽ phát triển dự án có chất lượng cao không thua kém dự án của các nhà đầu tư nước ngoài. Và trong thời gian tới, chính người Việt sẽ đưa bất động sản Việt phát triển mạnh mẽ. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang đón nhận mức thanh khoản tốt nhất trong vòng 4 năm qua. Cho đến hiện tại, tính thanh khoản trên thị trường địa ốc vẫn duy trì ở xu hướng tăng, đặc biệt là những tháng cuối năm. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng và quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra hai cuộc đua giữa hai khu, đó là bất động sản khu Nam và khu Đông. Cái mà chúng tôi nhận thấy là họ đã chủ động, họ làm việc với những cái bên đơn vị tư vấn, họ làm việc với những cái bên, với các chuyên gia nước ngoài để họ cải thiện cái năng lực trong cái bộ máy quản lý của họ, bộ máy điều hành, bộ máy đưa ra những cái kế hoạch đầu tư, năng lực đối với nhân sự của họ, và đặc biệt là họ chủ động, họ làm những cái công tác giống như chúng tôi gọi nói là nghiên cứu, điều nghiên trước khi họ đưa sản phẩm ra thị trường, điều nghiên đâu là cái nhu cầu thật sự của người dân, của người mua, để họ đưa ra được những cái sản phẩm thực sự là rất có chất lượng và phù hợp với cái sở thích cũng giống như là túi tiền của người tiêu dùng. Cái sự phát triển của khu phía Đông đó là tất yếu. Và cái phát triển đó chúng ta thấy rất điển hình, đó là cái hạt nhân trung tâm của nó là khu đô thị Thủ Thiêm và các cái cụm đô thị, những cái cụm nhà ở cao cấp ở và các cái trung tâm thương mại dịch vụ ở chung quanh các cái ga metro của tuyến metro số 1. Đây là một điều chúng ta thấy rất là vui khi nhìn thấy triển vọng của thành phố. Thứ nhất là khẳng định rằng là trong cái lượng khách hàng trong thời gian vừa qua họ tham gia vào thị trường ở khu Đông cũng như khu Nam thì có một khối lượng lớn là nhà đầu tư, thì đó là chúng tôi xin khẳng định như vậy. Cái việc này nó cũng không nằm ngoài cái định hướng phát triển thôi, bởi vì khi mà cái trung tâm hành chính phát triển về khu Đông hoặc là cái đặc khu kinh tế phát triển về khu Nam thì nó sẽ có một cái nhu cầu rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài hoặc là các cái anh em ở những khu vực khác, họ di chuyển tới khu vực này để làm ăn, để sinh sống, để làm việc, thì cái nhu cầu nhà ở, nhu cầu để sinh hoạt, nhu cầu để làm việc là có rất là lớn. Cho nên các nhà đầu tư cũng nắm bắt được tình hình này nên họ cũng đã mạnh dạn đặt những cái đồng tiền đầu tư của mình vào những cái khu vực này. Theo tôi thì sự cạnh tranh ở đây là làm sao các chủ đầu tư họ sẽ làm sao mà họ sẽ làm đúng những gì mà họ cam kết đối với người mua. Nếu một chủ đầu tư nào đó khi mà cái dự án họ triển khai và họ thực hiện không đúng như những gì họ cam kết, nó sẽ gây mất hình ảnh và sẽ làm cho cái việc là người mua họ sẽ rất là e ngại. Thì ví dụ như nhìn vào cái việc là triển khai, về tiến độ triển khai của dự án, hoặc là cái việc mà bàn giao nhà có đúng như những cái cam kết với người mua hay không, thì đây sẽ là những cái yếu tố mà nó mang yếu tố là cạnh tranh đối với cái người mua nhà. Hai quý cuối năm 2015, khu Nam lại một lần nữa thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh mới đây khi thành phố Hồ Chí Minh dự định phát triển một đặc khu kinh tế bao gồm quận 7, huyện Nhà Bè, một phần huyện Bình Chánh và Cần Giờ. Mới đây nhất khi Vingroup thông báo sẽ kết hợp với cảng Sài Gòn để phát triển khu đất vàng 32 hectare tại cảng Khánh Hội. Một số chuyên gia bất động sản nhận định, trong thời gian tới,
cuộc đấu giữa hai điểm nóng là bất động sản khu Đông và khu Nam sẽ thú vị hơn, từ đó tạo xung lực, tạo điểm nhấn vượt trội của địa ốc thành phố Hồ Chí Minh so với thị trường bất động sản cả nước. Những ý kiến trên đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Và để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.